Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các nền tảng xã hội, lừa khoảng 7.000 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời, Công an đã khởi tố bà trùm Bùi Thị Hương, sinh năm 1981, trú tại Hà Nội, cùng 21 bị can về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng, thu giữ 3.000 chiếc điện thoại kém chất lượng. Cụ thể, cầm đầu đường dây này là bà trùm Bùi Thị Hương, sinh năm 1981, ngụ tại khu biệt thự thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, và hai cộng sự đắc lực là vợ chồng Đặng Thị Thêm và Lê Văn Vinh. Theo cơ quan điều tra, từ thông tin các bị hại cung cấp, vào tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán điện thoại giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Shopee, Lazada, TikTok và Tiki. Phương thức lừa đảo của các đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế, chỉ dao động từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng. Sau đó giao hàng là sản phẩm giả, gồm các cuộn dây sạc, sạc dự phòng, điện thoại có bàn phím giá rẻ. Sau khi tiếp cận được khách hàng, chúng sẽ nhắn tin để tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua hàng. Khi khách nhận hàng và thanh toán, các đối tượng sẽ chặn liên lạc. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra vụ án theo quy định. Thưa quý vị, còn 3 tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Một số chặng bay kết nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến các địa điểm du lịch nổi tiếng đã xuất hiện tình trạng cháy vé. Và một số chuyến bay mặc dù còn chỗ nhưng giá vé cũng đang tăng vọt. Chặng thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, giá vé máy bay khứ hồi của Viettravel Airlines có mức giá mềm nhất từ 4,2 triệu đồng một khách, Bamboo từ khoảng 4,6 triệu đồng một khách và Vietjet từ khoảng 4,8 triệu đồng. Chặng thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, giá khứ hồi thấp nhất từ khoảng 3,4 triệu đồng một lượt của chặng Viettravel Airlines, khoảng 3,7 triệu đồng của Vietjet. Trong khi Vietnam Airlines giá từ khoảng 4 triệu đồng nhưng nhiều chuyến bay đã hết chỗ, vé hạng thương gia giá khoảng 8,8 triệu đồng. Ở phía Bắc, chặng giữa Hà Nội đi Phú Quốc, giá vé khứ hồi của Vietjet vào khoảng từ 6,5 triệu đồng. Vietnam Airlines không còn hạng vé phổ thông linh hoạt, giá vé hạng thương gia lên tới 13 triệu đồng một khách và 26 triệu đồng khứ hồi, nhưng số chỗ cũng không còn nhiều. Ngay cả chặng bay nhộn nhịp và đông đúc nhất với tần suất khai thác chuyến bay nhiều nhất giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giá vé máy bay dịp lễ này khảo sát ở thời điểm hiện tại, giá cũng rất cao. Vietjet bán giá khứ hồi chặng này từ 3,8 triệu đồng, Viettravel Airlines, Bamboo giá từ 4 triệu đồng, Vietnam Airlines 5 triệu đồng. Xe ba bánh, xe lôi đều là phương tiện chắp nối tự chế nên không có giấy phép đăng ký, trong khi người lái cũng không có giấy phép lái xe. Các phương tiện này lại chủ yếu chở hàng hóa cồng kềnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã xử phạt rất mạnh tay đối với các phương tiện này. Tuy nhiên, với lý do mưu sinh hay là thuận tiện trong sử dụng mà nhiều người vẫn bất chấp không từ bỏ sử dụng những phương tiện như vậy, mặc dù biết mình vi phạm luật giao thông. Người phụ nữ này điều khiển một chiếc xe lôi tự chế từ Chu Hải, thị xã Phú Mỹ đến chợ Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Vũng Tàu để bán rau và đồ ăn vặt. Sau khi phát hiện, công an thành phố Vũng Tàu đã đưa phương tiện và hàng về trụ sở làm việc, đồng thời yêu cầu chủ xe xuồng hàng và lập biên bản tạm giữ xe máy, tịch thu phương tiện lôi tự chế. Do hoàn cảnh của người vi phạm quá khó khăn, chồng lại bị tâm thần nên lực lượng chức năng đã thuê ô tô chở hàng hóa của người phụ nữ này về Chu Hải, đồng thời nhắc nhở chị tìm phương thức buôn bán khác. Còn người đàn ông này điều khiển xe kéo từ Đồng Nai xuống Vũng Tàu để nhặt kính vỡ bán lại. Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt kèm tịch thu phương tiện tự chế, lý do được đưa ra để mong bỏ qua vẫn là hoàn cảnh khó khăn. Xe này còn có vẹt xe không? Xe này sao là người có? Không, cái xe máy á. Có mà mất à. Anh ơi, việc quy định là không được kéo xe rơ móc tự chế này không? Không biết mà giờ khổ quá, ở quê lên có làm gì được nổi đâu. Cũng không cảm tha. Không ít người vi phạm còn dùng tiền để hối lộ lực lượng chức năng để mong bỏ qua, nhưng tất cả đều bị chấn chỉnh, xử phạt theo quy định. Tôi nói anh nghe thế này là nhà nước là không cho đăng ký rồi, thì chắc chắn là cái xe ở ngoài đường đều là xe giấy tờ giả cả. Năm bên chuyển đổi, xe không có giấy tờ thì không có lấy lời được đâu, thiếu có chỗ nào ổn định người ta ngồi, người ta buôn bán. Những chiếc xe máy 30,
không kính chiếu hậu, không giữ đúng kết cấu xe theo quy định, không đủ điều kiện cầm lái, kéo theo thùng tự chế ngày ngày lưu thông trên tuyến đường luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thế nhưng, đa phần người điều khiển phương tiện lại không nhìn theo hướng này mà chỉ nghĩ chỗ tiện lợi, có thể dừng đậu bất cứ chỗ nào để mua bán, vận chuyển hàng hóa. Còn với người dân, không ít trường hợp cũng vì tiện lợi mà bất chấp quy định của pháp luật, nên thay vì vào chợ, siêu thị, trung tâm thương mại mua hàng hóa lại dừng đậu đỗ trên vỉa hè, lòng đường để mua hàng ủng hộ người bán hàng rong, hoặc thuê những phương tiện này chở hàng hóa. Thậm chí có trường hợp còn mở cửa nhà mình cho xe lôi tự chế vào trú để tránh né lực lượng chức năng. Có 11 lần rồi mà còn vi phạm được nữa thì chịu luôn rồi đó. Bây giờ nó bắt con thì chứ chạm bước nó biết làm nghề gì. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường các chuyên đề xử phạt nghiêm xe ba bánh, xe lôi tự chế, không để người dân có cơ hội tái phạm. Khi bị xử phạt liên tục, không thể tiếp tục mưu sinh bằng phương tiện mất an toàn này, người dân sẽ tự chuyển đổi ngành nghề. Gần 100 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, bể đá cổ đặc sắc của gần 500 nghệ nhân, doanh nhân trong cả nước đang được trưng bày tại triển lãm cây cảnh nghệ thuật, bể đá cổ năm 2024 tại Hà Nội. Vâng, đây là hoạt động được tổ chức hướng tới Festival Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội, một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 70 năm giải phóng thủ đô vào cuối năm nay. Bước vào không gian triển lãm cây cảnh nghệ thuật bể đá cổ năm 2024 là gần 100 cây bonsai có dáng vóc độc lạ được chăm sóc uốn tỉa một cách kỳ công bởi các nghệ nhân trong cả nước. Nhiều cây cảnh được đánh giá là hiếm có cây được định giá cả tỷ đồng. Hiện nay, thú chơi cây bonsai là một bộ môn nghệ thuật độc đáo ngày càng được nhiều người ưa thích. Hầu như ở trên miền Bắc những cái cây xuất sắc, cây tiêu biểu nhất để mang vào đây trưng bày cho mọi người đến để thưởng lãm những cái vật quý, những cái cây quý, những tác phẩm quý của cái giới sinh cảnh. Cái ngành nghề sinh cảnh này mà cái ngành vừa làm đẹp, vừa làm kinh tế, hai cái song hành nhau. Mỗi tác phẩm cây bonsai được trưng bày là câu chuyện rất riêng của những người nghệ nhân muốn kể lại cho người chiêm ngưỡng. Cùng với đó là hàng chục bể đá cổ được các nghệ nhân sưu tập. Thế một tác phẩm đẹp, thứ nhất là tuổi đời phải cao, có dấu ấn thời gian. Thứ hai là tay cành phải mịn màng và nó không được dối. Nó đi theo đúng cái thế của nó. Thế và dăm phải mịn và dày. Tức là gì? Rễ phải nổi, thân thuôn, tay cành luôn biến đổi. Cây thì phải xứng với cái chậu, hài hòa hình khối. Và nó tạo nên một cái tác phẩm rất là hài hòa. Từ năm 2018, hoạt động sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh được chính phủ công nhận là một trong 7 ngành kinh tế phát triển nông thôn và sinh vật cảnh là một trong 6 nhóm ngành được xem xét công nhận sản phẩm OCOP. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng thành phố Hà Nội đã thống nhất năm 2024 xem xét thực hiện thí điểm xét phong tặng nghệ nhân sinh vật cảnh cho đội ngũ thợ giỏi, người hoạt động sinh vật cảnh có tay nghề cao như các ngành thủ công mỹ nghệ khác. Cũng tại sự kiện, Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam và Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội đã công nhận tư cách thành viên đối với Hội Bonsai 1977. Hội nhóm sẽ đóng vai trò tập trung trung gian và kết nối những cái nhà vườn, những cái đơn vị và kết nối chung cho cái thị trường cây cảnh. Hội sẽ, người trong hội đã là người những nhà vườn cơ bản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành đề án phát triển hoa cây cảnh đến năm 2030 với mục tiêu cả nước có khoảng 130 tới 150 làng nghề hoa cây cảnh được cấp có thẩm quyền công nhận. Với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành hoa cây cảnh đạt khoảng 70 tới 75 nghìn tỷ đồng và giá trị sản phẩm thu được trên 1 hectare đất trồng hoa cây cảnh đạt bình quân là khoảng 700 tới 750 triệu đồng một năm.